Thì ở tuổi 38 mình đánh dấu cột mốc của mình thì nó là bằng 3 vết sẹo. Quan điểm của Quyến thì với vết sẹo của Quyến thì nó là quá đau. Có một lần nữa, cái giai đoạn anh Quyến vừa trở lại và anh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam của huấn luyện viên Henrique Calisto. Và đấy là giai đoạn mà mọi người hy vọng rằng là đây sẽ là một cái đánh dấu, một cái bước chuyển mình mới của anh Quyến. Thế nhưng mà lúc đấy anh lại bị chấn thương. Thì cái chuyện người ta mới nói rằng là dường như là mọi cái vận đen ấy, nó luôn luôn đổ vào anh Quyến. Khi mà anh vừa mới trở lại và anh đang hy vọng là mình có thể, bởi vì lên tuyển quốc gia nó cũng là một cái cú hích rất lớn cho sự nghiệp của cầu thủ, nhất là ở Việt Nam. Thật ra thì năm đấy sau cái sự cố ấy, Bacolod, thì mình được giảm án là năm 2009, mình bắt đầu đá lại. Đấy thì mình đá để đấy là đá lại cái năm đầu tiên đấy, thì là mình cái năm đấy là mình ghi được 8 bàn. Thì có mấy cái vòng cuối của đều thì mình trong cái khoảng thời gian đá đấy thì mình cũng cố gắng. Đấy, nhất là giai đoạn 2 lượt về ấy thì mình gầy hơn. Thì mình đá cũng nó tốt hơn. Đấy thì lúc đấy thì là đợt đấy là tổ chuẩn bị ngàn năm Thăng Long, thì huấn luyện viên Calisto cũng có gọi lên, thì tập được một thời gian thì mình lại bị chấn thương cổ chân do mãn tính. Đấy thì lúc thì tập được, lúc thì không, là vì nó bị cái gai ở trong mắt cá ấy. Thì sau cái thời gian đấy là mình cũng không được tập nhiều cho đội tuyển, thì huấn luyện viên Calisto cũng nên khuyên là nên đi mổ chân đi. Đấy thì sau cái thời gian mổ chân đấy thì về là mình cho đến mãi 2013 mổ chân mà xong, khi thô chân lên ấy, thì con người mình không tập lắm ấy, thì nó béo lên. Đấy thì sau cái thời gian đấy là cái phong độ mình nó xuống dần ấy. Khi cái thời điểm chuẩn bị đấu giải nghìn năm Thăng Long ấy, anh có nghĩ rằng nếu anh chấp nhận cắn đau anh vào sân đá tiếp, tập tiếp hoặc là dùng thuốc giảm đau thì có thể sự nghiệp anh nó sẽ khác không? Nếu như mà dùng thuốc giảm đau ấy thì để đá là cũng cái giải nghìn năm Thăng Long mình cũng chấp nhận mình đá, nhưng mà để mà nói mà sự nghiệp nó phát triển hay không ấy thì mình cũng không hứa. Vì nếu như dùng thuốc giảm đau sau những cái giải đấy mình đau hơn thì sao, và mình cũng cái cổ chân mình có thể hư hơn thì sao. Đấy, cái đấy là mình không hứa, không nói trước được. Nhưng nếu để cho mình chọn ấy, mình vẫn chọn là tiêm thuốc giảm đau để mình đá cái giải nghìn năm Thăng Long. Vì đúng là thật sự sau cái thời gian mình bị và đến cái năm đấy mình mới quay lại đội tuyển. Thế liệu là đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia Việt Nam và huấn luyện viên Calisto có đề xuất với anh cái phương án là nếu như anh tiêm thuốc giảm đau thì anh ở lại đội tuyển không? Không có đề. Đội ngũ bác sĩ cũng như Calisto ấy thì khuyên nếu như muốn chơi bóng lâu dài thì nên đi mổ. Khi anh gặp chấn thương mắt cá và trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia thì cái phương án chữa trị mà liên đoàn và câu lạc bộ đưa ra là như nào? Thì lúc đấy gặp chấn thương thì đội ngũ bác sĩ cũng như Calisto á, thì với liên đoàn thì cũng đồng ý là đưa anh sang Singapore mổ. Đấy thì cái tiền với là thì câu lạc bộ và liên đoàn bóng đá sẽ chi trả. Cái chấn thương mắt cá này của anh Quyến nó không chỉ cướp đi cái cơ hội lên tuyển quốc gia của anh, mà liệu rằng là sau này khi giải nghệ thì nó có ảnh hưởng tới cái cuộc sống hàng ngày hay khả năng mà tham gia bóng đá phủi của anh không? Thì thật ra thì có những lúc trái gió trở trời thì nó cũng đau, nhưng mà thật sự nó không phải là quá đau, nhưng mà nó cũng nhức mỏi. Nhưng mà mình cũng bôi thuốc này kia để cho nó bớt đi thôi, nhưng còn đá phủi thì mình vẫn cứ thỉnh thoảng mình đá bình thường, chứ không chơi mà chơi liên tục được một ngày một trận được. Đấy thì cứ bây giờ với cái tuổi của mình thì cứ một tuần chơi phủi đều 2-3 trận thì thôi. Như vậy là nếu mà nhìn lại cả cái sự nghiệp và cuộc đời thì anh Quyến đã phải chịu rất nhiều cái nỗi đau, và nó có là
Ngay cả trong cái nỗi đau thể xác anh chịu đựng thì nó cũng diễn ra đúng ở cái thời điểm mà bản thân anh cũng kỳ vọng là anh sẽ lên được tuyển, sẽ có một cái hình ảnh mới, diện mạo mới và quay trở lại với cả bản đồ bóng đá. Thế thì nếu mà nói cho cùng thì anh có nghĩ rằng là cái câu nhận xét là đời anh nó rất là đen đủi và trúc trắc, liệu cái câu nói đấy nó có sai không? Thì câu nói đấy thì cũng đúng với mình. Thì với mình thì nỗi đau thể xác thì có thể là vượt qua được. Nỗi đau như mình đi mổ chân thì nỗi đau trên con thân thể ấy, như vết sẹo này kia thì vết sẹo ngoài da ấy, thì mình chữa lành được. Nhưng có những nỗi đau ở trong tâm ấy thì thật rất lâu mới có thể là xóa nhòa được. Như nỗi đau mình về sự nghiệp của mình này. Đấy, nỗi đau sự nghiệp của mình thì nó đang còn dang dở, nó chưa được là hoàn hảo lắm. Rồi còn về gia đình thì nỗi đau khi ông mất, mình không được ở bên cạnh. Mình lại, trong khi ông mất, không phải là ông mất vì cái gì là nó vui vẻ. Ông mất vì trước khi ông mất thì là mình lại làm cho ông buồn nữa. Đấy, đó cũng là nỗi đau của mình. Và nỗi đau của mình nữa là về bố. Thì cái thời gian mà để nói bố với con mà để mà nó hàn gắn lại được một chút ấy, thì cái thời đấy mình đang còn quá trẻ. Thì khi mất đi rồi thì mình muốn là hàn gắn với bố một tí này kia, dù nó ít ngắn nhưng mà không kịp. Đấy, thì đó là những nỗi đau của mình, nó rất là khó xóa nhòa ở trong người. Thật ra thì nhìn mình thì vui vẻ thế thôi, nhưng mà nhiều lúc cũng nghĩ về những cái nỗi đau đấy thì cũng buồn, cũng tâm sự, nhưng chỉ là mức ở cho mình cho phép thôi. Anh có nghĩ rằng là sau rất nhiều biến cố đấy thì chính những cái nỗi đau mà với một người mà ngay từ tuổi 16, 17 cho đến khi lên đến đỉnh cao rồi lại rơi xuống đáy vẫn phải trải qua liên tục những nỗi đau, thì liệu nó có phải là một cái động lực để khiến cho anh trưởng thành hơn và có được một cái cuộc sống mà như anh thường nói, cái cuộc sống bình lặng này mới là cái mà anh trân trọng? Từ khi mình đi vào bóng đá cho đến bây giờ làm nghiệp huấn luyện viên thì mình nghĩ qua, thì giá như ngày xưa mình chín chắn hơn đấy thì mình sẽ khác. Nhưng còn những nỗi đau đấy đã làm cho mình đến bây giờ nó chín chắn hơn và sống trân trọng cuộc sống này hơn. Và mình chín chắn hơn để làm gì? Để lo lắng cho gia đình và con cái sau này của mình, để nó trưởng thành hơn, để cho con nó đỡ, nó nhìn vào bố nó ngày xưa nó như thế thì nó sẽ thay đổi một cái cách khác hơn. Tuổi 38 đã trải qua rất nhiều thăng trầm và biến cố trong sự nghiệp cũng như cuộc đời. Thì liệu anh có thể nói gì về những điều đã trải qua không? Theo mình thì cuộc đời đó là những trải nghiệm, và những trải nghiệm đó thì mới để lại cho mình cái dấu ấn để sau này mình nhớ về. Cuộc đời, những trải nghiệm của Quyến thì trong cuộc đời đó ấy, thì nó gây tổn thương cho Quyến rất là nhiều. Từ công việc đến gia đình, rồi nhất là công việc đã làm cho Quyến mất đi tất cả. Thì ở tuổi 38 mình đánh dấu cột mốc của mình thì đó là bằng 3 vết sẹo. Thì cái vết sẹo đầu tiên của Quyến thì đó là về bố. Thật về bố thì thời gian bố mẹ bỏ nhau cho đến sau này Quyến trưởng thành lên, đấy, cái thời gian đấy thì Quyến không được ở gần bố, chỉ biết mẹ và ông bà, cậu mự đấy, và không có sự tình thương của người bố. Thì sau này đấy, khi bố mất đi thì mình mới thấy là giá như ngày xưa mình cũng có bố như những người con khác. Khi Quyến lấy vợ có con và Quyến lại đặt vào hoàn cảnh của Quyến, nếu giá như ngày xưa Quyến cũng có bố như con của Quyến bây giờ có bố, thì Quyến
có lẽ đã khác hơn bây giờ. Thì đầy đủ tình yêu thương của bố và mẹ, thì khi đấy cái những có những vấp ngã cái này kia thì Quyến sẽ ít vấp ngã hơn. Trong cuộc đời của Quyến ấy, thì người quan trọng nhất thì là mẹ, và đến bây giờ thì là vợ và các con. Khi biết bố bị bệnh thì bố muốn về ngoài quê, thì khi đấy là thật sự các o các chú mới nói là bố bị bệnh nặng. Thì cái khoảng thời gian đấy Quyến chưa thật sự là tha thứ cho bố. Thì cái thời gian đấy Quyến cũng hơi không, Quyến không liên lạc với bố mấy. Cho nên đến khi bố nhắm mắt thì cái cảm giác của Quyến nó thấy là mình sai cái gì gì đấy. Và cho đến khi bố nhắm mắt không được thì Quyến mới niệm rằng giá như trước đó mình tha thứ cho bố thì mình có thể được ở bên bố thời gian dài hơn một tí. Quyến nhìn thấy ánh mắt đó, và với ánh mắt của bố như muốn truyền tải lại cho Quyến một cái gì, hoặc muốn nói với Quyến một cái gì rằng có thể là bố muốn nói là con ơi tha thứ cho bố, hoặc là nói mẹ, hoặc là nói vợ hai với các em ở trong kia là tha thứ cho bố khi bố mất thì không thể gặp mặt được mẹ, dì và các em ở phía trong. Thì có những ánh mắt thì Quyến có thể không đọc được hết, nhưng mà có thể Quyến cũng hiểu được một phần nào đấy mà bố muốn truyền tải lại. Suốt khoảng thời gian vừa qua thì cái ánh mắt ấy thì nó cũng theo Quyến rất là lâu. Thì mỗi lần thỉnh thoảng bố cứ nhắm mắt lại ngủ thì nếu như mà buồn buồn thì hay nghĩ về bố. Thì cái ánh mắt mà Quyến nhìn bố và vuốt tay cho bố 3 lần mà không được thì đấy là nó cũng ở trong tâm trí của Quyến rất là lâu. Cái vết sẹo thứ hai là về vết sẹo sự nghiệp. Thì thật sự cái vết sẹo sự nghiệp đấy thì trong sự nghiệp bóng đá của Quyến có lúc thăng, có lúc trầm. Rồi có những lúc Quyến thật sự thấy chưa trọn vẹn với cái sự nghiệp của mình đang theo đuổi. Thì Quyến cảm thấy là nó đang dang dở, nhưng mà đến tận bây giờ thì cũng với sự niềm đam mê cũng quay lại với cái nghề, là với cương vị là một huấn luyện viên. Cái vết sẹo thứ hai thì thật ra nó đã ăn vào trong tim của Quyến từ cái thời bé cho đến từ thời mà Quyến đi theo đá bóng cho đến bây giờ. Quyến thật sự thì vết sẹo đấy Quyến cũng hy vọng rằng nó sẽ xóa nhòa trong trái tim của Quyến. Vì nếu như Quyến cố gắng hơn nữa trong cái công việc đào tạo các vận động viên trẻ thì là Quyến nghĩ nó sẽ xóa được nhòa trong trái tim của Quyến. Với vết sẹo thứ ba thì đó là về ông. Ông là một người Quyến đã sống từ thời bé tí cho đến khi Quyến đi xuống câu lạc bộ bóng đá Sông Lam để tập trung đội trẻ. Thì cái tình cảm ngày xưa ông dành cho Quyến như một là một Quyến là cháu ngoại, ông ngoại dành cho Quyến là như một người cháu đích tôn. Cho đến khi Quyến đi đá cũng có những cái này cái kia Quyến đều về mua cho ông. Nhưng đến khi cái sự nghiệp của Quyến bị gián đoạn, và trong lúc ông đang lâm bệnh, Quyến lại bị cơ quan cảnh sát điều tra tạm giam, rồi mẹ ra xin để về gặp lần cuối, để cho ông nhìn mặt cháu lần cuối. Thì sau này Quyến được ra thì Quyến nghe về mẹ kể, nói là mẹ có ra xin con về để cho ông gặp lần cuối thì không được. Thì đó là một vết sẹo mà Quyến nó hằn trong cái tâm trí của Quyến thì quá rất là lâu, và nói thật là nó cũng rất là đau. Tùy những người đàn ông có những vết sẹo như thế nào, và vết sẹo là có vết sẹo của họ là nhẹ hay là vết sẹo của họ là nặng như thế nào thôi. Quan điểm của Quyến thì với vết sẹo của Quyến thì nó là quá đau để nó khó mà thoát khỏi được ở trong trái tim mình.